Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, 19 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở phía bắc của khu vực Bắc Bộ đang hình thành rãnh áp thấp. Dự báo rãnh áp thấp này sẽ di chuyển dần xuống Bắc Bộ là yếu tố tác động đến thời tiết khu vực trong 2 đến 3 ngày nữa, nên thời tiết sẽ chuyển nắng nhiều hơn. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 28 đến 31 độ, riêng khu vực Tây Bắc đạt mức từ 32 đến 34 độ. Cục bộ có nơi nắng nóng với mức nhiệt độ lên đến 35 độ. Đến với khu vực phía Đông Bắc Bộ thì về đêm và sáng, bầu trời âm u, mây dày, sương mù và mưa nhỏ nhiều nơi. Trưa chiều trời có nắng nhẹ với mức nhiệt tăng lên từ 25 đến 28 độ. Dự báo thời tiết Bắc Bộ sẽ duy trì tình trạng ổn định như thế này hết ngày mai. Sau đó từ đêm thứ Bảy, tức ngày 20 tháng 3 sang đến ngày 21 tháng 3, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tăng cường trở lại. Rãnh áp thấp dịch chuyển xuống Bắc Bộ thì thời tiết sẽ chuyển mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh cùng với nhiệt độ giảm nhanh. Thời tiết cũng đang duy trì ổn định trong những ngày này ở khu vực Trung Bộ. Trong 2 ngày tới, ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có sương mù vào thời điểm về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm dao động từ 21 đến 24 độ. Mưa chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi, còn trưa chiều thì mây giảm, trời chuyển nắng. Nhiệt độ ở khu vực này phổ biến ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Một số nơi thuộc vùng núi phía Tây thì mức nhiệt còn cao hơn. Qua đèo Hải Vân, dọc các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng nhiều với nền nhiệt độ cao hơn, phổ biến dao động từ 30 đến 33 độ. Về đêm trời mát mẻ với mức nhiệt khoảng 22 đến 24 độ. Ở phía Nam, cả hai khu vực là Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai vẫn phổ biến ít mưa, ngày trời nắng với mức nhiệt độ không gay gắt. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 33 độ. Đến với khu vực Nam Bộ thì mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ là từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn khu vực miền Tây Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Dự báo khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác về chiều tối và đêm. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng có mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng khu Đông Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng bắc biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng Nam biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.